đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, chương trình thời sự. Như Thảo, Minh Lam xin kính chào quý tín giả đang đến với chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tv vn Mời quý tín giả theo dõi chương trình với những nội dung đáng chú ý sau. Đại biểu Hội đồng dân hai cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng dân tỉnh. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 bảo vệ môi trường từ việc làm nhỏ nhất. Thí sinh có thể dùng VNEAD thay căn cước công dân để làm thủ tục thi. Đấu tranh với tội phạm ma túy ở các địa bàn biên giới, Việt Nam luôn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động. Củng cố tăng cường quan hệ truyền thống Việt Nam Maroc. Slovenia chính thức công nhận nhà nước Palestine. quý chiều ngày 5 tháng 6, ông Nguyễn Thành Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh và thành phố đã tiếp xúc cử tri tại phường 1 thành phố Tây Ninh. Cử tri phường 1 thành phố Tây Ninh đã phát biểu sôi nổi với 6 lượt ý kiến, 13 nội dung cử tri ghi nhận đánh giá cao những nghị quyết được các kỳ họp gần đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh và thành phố. Cử tri đề nghị tỉnh quyết liệt triển khai quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các ngành các địa phương thực hiện. Cử tri phường 1 đã phản ánh một số tuyến đường hẻm bị xuống cấp ngập nước do thiếu hệ thống thoát nước hoặc cống chưa được khơi thông. Một số khu vực trong phường, cây cối, mộc hoang rậm rạp, nguy cơ phát sinh nhiều mũi, cây bệnh cũng như khả năng xảy ra tệ nạn xã hội. Các nội dung này đã được Ủy ban nhân dân phường 1 ghi nhận và sẽ sớm khắc phục theo kiến nghị cử tri. Cử tri cũng đã phản ánh kiến nghị về một số vấn đề trong lĩnh vực y tế, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự. Các nội dung này cũng đã được lãnh đạo tỉnh và thành phố ghi nhận giải trình. Sáng ngày 5 tháng 6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu Hội đồng dân tỉnh huyện đã có buổi tiếp xúc với gần 80 cử tri trên địa bàn xã Thanh Phước, huyện Cầu Dầu. Tại buổi tiếp xúc, cử tri có hai kiến nghị đến đại biểu Hội đồng dân tỉnh huyện Đề nghị khi gia đình chính sách, người có công với cách mạng qua đời, cần có các cấp chính quyền địa phương quan tâm đến chia buồn mất mát cùng gia đình. Khoảng 3 cho đến 4 tháng nay, bên điện lực không có tin nhắn thông báo đóng tiền điện nên không biết thời gian để đóng, nếu đóng trễ sẽ bị đóng phạt hoặc cắt điện. Đại diện các ngành chức năng và lãnh đạo chính quyền địa phương trả lời các kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc Chiều ngày 5 tháng 6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn thị trấn Gò Dầu. Tại buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Gò Dầu có một số ý kiến kiến nghị như khu nhà hàng Đồng Nguyễn đã bỏ trống lâu ngày không sử dụng, mong các ngành chức năng xem xét để tránh gây lãng phí quỹ đất công. Tuyến đường Trường Chinh và tuyến đường Lê Hồng Phong mới đưa vào sử dụng nhưng nhiều đoạn đã xuống cấp hư hỏng, cần nâng cấp sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy và đại diện các ngành chức năng, lãnh đạo chính quyền địa phương trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc. Và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện ghi nhận một số ý kiến chuyển đến các cơ quan liên quan, trả lời cử tri trong thời gian tới. Sáng ngày 5 tháng 6, ông Trương Nhật Quang, trưởng ban dân phận tỉnh ủy cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh huyện đã có buổi tiếp xúc với các cử tri trên địa bàn xã Phước Thành, huyện Cầu Châu tại buổi tiếp xúc cử tri xã phước thạnh có một số ý kiến kiến nghị đến tổ đại biểu hội đồng dân tỉnh huyện như hướng dẫn người dân các thủ tục về xây dựng trên đất nông nghiệp cần giải quyết chức điểm việc lệch vị trí đất ngoài thực tế với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kiến nghị mở tuyến đường nội đồng thuộc cánh đồng ấp phước an xã phước thạnh để người dân thuận tiện vận chuyển nông sản phát triển kinh tế hỗ trợ giảm tiền bảo hiểm y tế đối với học sinh người dân bức xúc việc thiếu hóa chất xét nghiệm máu tại trung tâm y tế huyện gò dầu Thưa quý khán giả, Đại hội Trọng Liên Hiệp Quốc chọn ngày 5 tháng 6 hàng năm là ngày môi trường thế giới bắt đầu từ năm 1972 và đến nay có hơn 150 quốc gia tham gia hưởng ứng ngày này. Tham gia Liên Hiệp Quốc vào năm 1982, Việt Nam đã hưởng ứng rất tích cực ngày hội lớn này của thế giới. Tại tỉnh Tây Ninh nói riêng và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc nói chung cũng đã tham gia hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể như vận động người dân hạn chế sử dụng túi ni lông, ra quần thu gom, chai nhựa rác thải, tổ chức phát quang cỏ dại trồng cây xanh, trao tặng thùng rác. Tất cả đều hướng tới bảo vệ môi trường sống sạch đẹp, không còn ô nhiễm. Phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới tại trường quốc gia lò còi Sa Mát do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức, ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh rằng Ngày Môi trường Thế giới năm nay là cơ hội để chúng ta cùng nhau khẳng định quyết tâm, thay đổi nhận thức, thống nhất hành động, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức đặt ra ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ ô nhiễm và suy si thoái môi trường bảo vệ tự nhiên bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học tăng cường sinh kế và an ninh lương thực vì mục tiêu phát triển bền vững cho đất nhà Hòa chung không khí ngày môi trường thế giới, mọi cá nhân tập thể tham gia hưởng ứng bảo vệ môi trường như thế này, dù chỉ là những việc làm đơn giản và nhỏ nhoi, nhưng đối với họ, đây là việc làm rất cần thiết và ý nghĩa chứng minh được mỗi người trong chúng ta ai cũng cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của mình. Vừa hoàn thành xong chương trình trao tặng 100 thùng rác cho các hộ dân trên địa bàn xã Chà Là nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, anh Hồ Trọng Hiếu, bí thư xã Đoàn Chà Là, huyện Di Minh Châu, chia sẻ. Để cái hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, xã Đoàn cũng đã dẫn động các bạn hộ đồng viên, thanh niên để um, trang bị những thùng đựng rác sau đó thì xã đoàn trao cho từng hộ gia đình tiếp quản và sử dụng qua đó thì rất mong là các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã ý thức được cái việc bảo vệ môi trường đồng thời tuyên truyền người dân và gia đình giữ gìn bảo vệ môi trường cũng như là góp phần để xây dựng giữ vững nông thôn mới nâng cao là một trong những người tham gia hoạt động chọn dẹp rác thải tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Bình, ông chủ Quang Khanh, chi hội trưởng hội nông dân ấp Bình Long xã Thái Bình, huyện Châu Thành cho biết. Hôm nay xã đã huy động tất cả lực lượng thanh niên, rồi phụ nữ, rồi bên hội nông dân ra đây chung sức cùng chung tay nhau góp phần để bảo vệ để môi trường để trong sạch đẹp thì hôm nay là buổi hôm nay là cho xe rác ra đây các chú gom rác làm công tác là dọn vệ sinh cho xanh sạch đẹp. Môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, cung cấp tài nguyên thiên nhiên, phục vụ cuộc sống của con người. Vì vậy, việc chung tay bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của chính phủ hay là của các ban ngành tổ chức, mà chính là nhiệm vụ của mọi cá nhân trong xã hội bảo vệ môi trường cũng không cần phải bắt nguồn từ những việc làm mang tầm chốc lớn lao, mà chỉ cần những hành động nhỏ cũng mang lại lợi ích to lớn, hướng đến môi trường xanh, sạch, đẹp, bền vững. Trong công cuộc phát triển kinh tế hiện nay, việc đảm bảo môi trường là vấn đề tất yếu. Phát triển kinh tế, đầu tư dự án và đảm bảo giữ trình môi trường. Xây dựng Tây Ninh Xanh là một trong bảy đột phá của tỉnh Tây Ninh được nêu rõ trong quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, phù hợp với xu thế chung toàn cầu hiện nay, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp. Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Tây Ninh có 16 đô thị. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt từ 50% trở lên. Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 53% hoàn thành việc phân cấp phân loại đô thị của giai đoạn 2021-2025 và phát triển hệ thống, hạ tầng kỹ thuật và xã hội bảo đảm nhu cầu khu vực đô thị và khu công nghiệp, tuân thủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các quy định hiện hành có liên quan về phát triển đô thị, đô thị theo lộ trình gắn với định hướng Tây Ninh Xanh. Ông Phạm đình Thắng, công ty quảng cáo truyền hình truyền thông chợ Tây Ninh, nói là cái quy hoạch mà Tây Ninh Xanh đó, làm cho hạ tầng nó gần gũi với tự nhiên, phát triển đồng đều hơn. À, vừa tạo điều kiện được cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh và đời sống bà con nó cũng không có bị ảnh hưởng nhiều bởi cái tốc độ mà đô thị hóa công nghiệp quá. Ông Huỳnh Huy Cường, Phó giám đốc công ty Huỳnh Anh nói về việc rất quan tâm khi Tây Ninh định hướng quy hoạch phát triển Tây Ninh xanh như sau. Chúng ta sẽ thấy rằng cái định hướng mà quy hoạch Tây Ninh xanh và tây ninh là điểm đến đáng sống thì rất là phù hợp rất là đột phá rất là kỳ vọng là sẽ phát triển đột phá phát triển du lịch và cùng với đó là phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững năm 2023, Tây Ninh nằm trong top 10 chỉ số xanh cấp tỉnh. Chỉ số xanh cấp tỉnh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khởi xướng với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và một số đối tác tư nhân nhằm truyền tải mức độ quan trọng của bảo vệ môi trường trong quỹ đạo tăng trưởng Việt Nam. Đây là cơ sở để Tây Ninh phấn đấu duy trì và khai thác lợi thế xây dựng Tây Ninh phát triển nhưng không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế Ông Phạm Đình Thắng, công ty quảng cáo, truyền hình, truyền thông chợ Thị Ninh cho rằng đây là điều không chỉ riêng ông mà nhiều doanh nghiệp tâm đắc. Ông Phạm Đình Thắng nói. Thì cũng rất là tâm đắc thôi, bởi vì mình thấy là giờ trên thế giới là nó có một cái là biến đổi khí hậu, đó, thời tiết là dần dần nó biến đổi cực đoan, mà như các vùng khác thì người ta là làm là tốc độ đô thị nó nhanh quá, nên là tình trạng là bê tông quá, rồi thiếu những cái bóng mát, do đó là nó dễ xảy ra tình trạng là ngập lụt hoặc là cái nhiệt độ nó tăng lên, tây ninh mình định hướng là quy hoạch xanh ngay từ đầu như vậy là mình thấy rất là hay, chắc chắn là sẽ được là người dân cũng như là doanh nghiệp đồng tình và ủng hộ. Quy hoạch tỉnh tây ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định rõ. Tỉnh tập trung phát triển năng lượng tái tạo, giảm khí thải và tạo nguồn thu từ quỹ carbon, cải thiện vì khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Ông Huỳnh Huy Cường, Phó Giám đốc Công ty Huỳnh Anh bày tỏ như sau. Định hướng quy hoạch Tây Ninh Xanh thì cũng kéo theo là sẽ có kế hoạch bảo vệ môi trường cũng như là các tài nguyên kháng sản khác. Tôi tin rằng với bản thân tôi là doanh nghiệp và cũng như là tổ chức hiệp hội doanh nghiệp thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương đường lối cũng như là kế hoạch này, quy hoạch này. Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn nói. Thì cái đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi quyết tâm các địa phương của chúng tôi phải tập trung mạnh về vấn đề về tiêu chí về môi trường. Tại vì cái tiêu chí môi trường mà chúng ta không hoàn thiện được thì tôi nghĩ đó là một cái sự khó phát triển của doanh nghiệp. Nên hầu như chúng tôi cũng là hấp. Tất cả những doanh nghiệp của tôi đều, đều đi các tỉnh, kể cả những địa phương nào chúng tôi đều đặt rất lớn là vấn đề về cái tiêu chí môi trường và chúng tôi xuất phát điểm của doanh nghiệp không đơn là hết là chúng tôi là xanh sạch đẹp và chúng tôi cũng đi vào chúng tôi cam kết tất cả đảng bộ uh, với lãnh đạo tỉnh với cả bộ quy chúng tôi đưa ra những cái định hình mà chúng tôi mà theo cách chúng tôi làm chúng tôi đều làm làm sao tốt nhất để cho cái người dân được hưởng lợi. Tây Ninh có diện tích rừng tự nhiên đứng thứ ba các tỉnh vùng đông nam bộ có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo và sở hữu nguồn nước sạch dồi dào tây ninh phù hợp phát triển các hoạt động kinh tế xã hội sản phẩm hướng đến hình ảnh tây ninh xanh những nhiều lợi thế đó tạo thuận lợi cho tây ninh trong việc triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển tây ninh xanh theo quy hoạch tỉnh thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi những thông tin thời sự trong nước và thế giới. Thưa quý vị, hiện trên cả nước có hơn 40.200 công trình khai thác sử dụng nước, trong đó có 6.750 hồ thủy lợi với nhiều hồ đập nhỏ, phần lớn được xây dựng từ những năm 70-80. Đến nay có khoảng 1645 hộ đập thủy lợi nhỏ xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đối với các hồ thủy lợi lớn, trong đó có 5 hồ do bộ này trực tiếp quản lý và 900 hồ đã phân cấp các địa phương quản lý vẫn đảm bảo an toàn trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ ra soát lại các hồ đập để đảm bảo việc giữ nước tích trữ nước đảm bảo sản xuất bền vững đảm bảo điều hòa và nhu cầu sản xuất theo thông tin từ Bộ Công an học sinh tham dự kỳ thi của các trường được sử dụng ứng dụng VNEAD thay vì chỉ dùng thẻ căn cước công dân bản cứng sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc là học sinh không được vào thi vì không mang thẻ căn cước công dân Bộ cũng sẽ kiến nghị các báo thẩm quyền chỉ đạo các địa phương và các trường dùng ứng dụng định danh điện tử khi học sinh làm thủ tục dự thi. Sau hơn 2 tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đăng ký hiến mô tạng và kêu gọi người dân chung tay đăng ký hiến tạng của người cho đi là còn mãi. Đã có thêm gần 10.000 người dân trên cả nước hưởng ứng ký tên vào đơn đăng ký những con số này cho thấy phong trào đăng ký hiến mô tạng đã lan tỏa tuy nhiên so với nhiều nước có tương đồng về văn hóa trong khu vực tỷ lệ người đăng ký tham gia hiến mô tạng của việt nam vẫn thấp hiện trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người bộ y tế đang tiếp tục mở rộng mạng lưới các bệnh viện tổ chức đăng ký hiến mô tạng và dẫn động hiến mô tạng với những trường hợp chết não phấn đấu làm sao mở rộng càng nhiều càng tốt để nâng số người đăng ký hiến mô tạng và dẫn động người cho chết não huyện Mường Nhé có đường biên giới dài hơn 130 km với hai nước Lào và Trung Quốc, đã với sáu xã giáp biên. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương hàng hóa, song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố về an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Thời gian qua, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm buôn bán, vận chuyển các chất ma túy qua biên giới, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng bắt 31 vụ với 35 đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp. Thiếu tá Trang Chùy Khai, đội trưởng đội hình sự kinh tế ma túy, Công an huyện Bường Nhé, tỉnh Nguyên cho biết. Mốc giới này dài, có nhiều đường tiểu ngạch nên là cái công tác kiểm soát vào ma túy vào địa bàn rất là khó khăn. thứ hai là cái lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm của ở huyện này, này cũng cơ bản cũng chưa đáp ứng được với điều kiện thực tế công tác nghiệp vụ sâu rộng đối với tập trung vào những cái đối tượng chủ mưu cầm đầu. Cùng với đấu tranh, chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng huyện đã đẩy mạnh thực hiện xây dựng mô hình xã biên giới sạch về ma túy. Trong đó, nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm ma túy cũng được thực hiện. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy theo quy định, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân. Trung tá Vũ Văn Hưng, trưởng công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, thông tin. Chúng tôi đã triển khai các giải pháp công tác nghiệp vụ, xác định các đối tượng, các địa bàn trọng điểm nổi lên. Để từ đó là triển khai các biện pháp công tác công an để tập trung công tác phòng ngừa, xác định đối tượng, các đường dây nổi lên để xác lập chuyên án để đấu tranh. Huyện biên giới Nậm Bồ cũng là địa phương phức tạp bởi hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy. Nhiều đối tượng hiện ma túy có những hành vi như mua bán, vận chuyển ma túy, Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ công an huyện đã khai thác triệt để nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, triệt phá nhiều chuyên án vụ án. Tính từ đầu năm đến nay, công an huyện đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ 30 vụ, 34 đối tượng, thu giữ trên 15.800 viên ma túy tổng hợp. Trung tá Phạm Văn Quyền, Phó trưởng công an huyện Nam Bộ, tỉnh Điện Biên nói: Chúng tôi đã chỉ đạo cho công an các xã là 15 xã phải đăng ký cái chỉ tiêu đấu tranh với tội phạm ma túy. Đấy. Bên cạnh uh, cái việc là nội bộ uh, lực lượng công an thì chúng tôi cũng uh, nâng cao cái uh, vai trò thực hiện cái uh, uh, nghị định 03 của chính phủ về uh, sự uh, của liên ngành về uh, phối hợp các lực lượng như công an quân đội trong đấu tranh phòng chống ma túy. Cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên biên giới đang nhiều phức tạp, cam go, quyết liệt, lực lượng công an tỉnh đã và đang tập trung cao độ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ trên dọc tuyến biên giới với quyết tâm ngăn chặn triệt để tội phạm ma túy góp phần giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới thưa quý vị với thái độ cực đoan thiếu thiện chí nhiều năm qua tổ chức theo dõi nhân quyền thường xuyên đưa ra những nhận định đánh giá sai lệch xuyên tạc về tình hình dân chủ nhân quyền ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam ngày 8 tháng 5 năm 2024 lợi dụng sự việc Bộ Thương mại Mỹ tổ chức phiên điều trần về nâng cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, HRVK tiếp tục đưa ra thông báo xuyên tạc, việc bảo đảm quyền của người lao động, phủ nhận vai trò của tổ chức công đoàn ở Việt Nam gây bức xúc dư luận. Sau đây mời quý tính giả cùng lắng nghe bài bình luận. Việt Nam luôn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, được đăng trên Báo Nhân dân Điện tử Nhân dân ngày 5 tháng 6 năm 2024. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần công khai tiến hành đánh giá về việc có phân hạn Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không, Tại phiên điều trần đại diện của Việt Nam nêu rõ các lập luận thông tin số liệu khẳng định nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của quy chế kinh tế thị trường, đồng thời nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam còn làm tốt hơn rất nhiều nền kinh tế đã được công nhận quy chế kinh tế thị trường. Chia sẻ trên Reuters, ông Ted Orihus, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN khẳng định, Việt Nam đã là nền kinh tế thị trường rồi. Việt Nam đám ước các tiêu chí quan trọng như khả năng chuyển đổi của tiền tệ và sẵn sàng để được công nhận một cách chính xác. Doanh nghiệp Mỹ đầu tư mạnh tay vào Việt Nam, qua đó công nhận tiềm năng tăng trưởng của nước này. Tuy nhiên, giới thái độ thù địch thiếu tiện chí HRVK lập tức đưa ra cảnh báo cho rằng chính quyền Việt Nam đang đưa ra các thông tin sai lệch hoặc dễ gây hiểu lầm cho phía Hoa Kỳ và các đối tác kinh tế khác để đạt được hay duy trì các quy chế ưu đãi thương mại. Cùng với đó, HRVK đưa ra những phân tích đánh giá sai sự thật về quyền của người lao động. Cụ thể, ông John Shipton, giám đốc dẫn động ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, đưa ra đánh giá tiêu cực rằng lời tuyên bố tôn trọng quyền của người lao động của Việt Nam chỉ dựa trên các ngôn từ và lời hứa sáo rỗng, các văn bản luật pháp và quy định xa rời thực tế về hiện trạng quyền của người lao động ở quốc gia này. Ở Việt Nam, không hề tồn tại bất kỳ một công đoàn độc lập nào hay các khung pháp lý khả thi cho việc thành lập công đoàn hoặc cho người lao động có thể đòi thi hành các quyền của mình. Thực tế cho thấy trong suốt nhiều năm qua, với thái độ thiếu thiện chí, HRW không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào từ các sự kiện chính trị ngoại giao cho đến các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế chính trị hay tư pháp để công kích xuyên tạc gây sức ép hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những đánh giá thường xuyên bếp méo hiện trạng về việc bảo đảm quyền lợi người lao động tại Việt Nam tiếp tục minh chứng cho điều này. Về viên điều trần của Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, theo cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 9 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ. Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, đến nay đã có 72 nước công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, trong đó có những nền kinh tế lớn như Anh, Canada, Australia, Nhật Bản. Việt Nam cũng đã tham gia 16 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, với hơn 60 đối tác trẻ rộng khắp các châu lục. Kết quả này phần nào cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế thị trường năng động, hiệu quả đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và là cơ sở quan trọng cho các quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Do đó, những luận điệu của HRW cố tình phủ nhận nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đưa ra những thông tin không phản ánh đúng sự si thật về quyền của người lao động Việt Nam là thiên kiến, cực đoan, khó có thể chấp nhận. Thực tiễn cho thấy, lao động và việc làm là một trong những quyền cơ bản của công dân được đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm và được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp luật cũng như bảo đảm thực thi trong đời sống tại Điều 35 Hiến pháp 2013 khẳng định, công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện, làm việc công bằng, an toàn, được hưởng lương chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Bộ luật lao động năm 2019 tại khoảng 1 điều 4 chính sách của nhà nước về lao động nêu rõ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động, khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động. Đồng thời, luật cũng xác định quyền cho nghĩa chủ của người lao động đó là hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận giữa người sử dụng lao động được bảo hộ lao động làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn vệ sinh lao động nghỉ theo chế độ nghỉ hàng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể Cùng với đó, người lao động được thành lập gia nhập hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Yêu cầu và tham gia đối thoại thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động. Tại đại hội 13 của đảng, đề cập đến nội dung phát triển tổ chức công đoàn, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 12 tiếp tục khẳng định, định hướng quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của công nhân tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra vào tháng 12 năm 2023, cũng đã chỉ rõ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức so với dự báo, sau hoạt động công đoàn tiếp tục có bước chuyển quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn, phát hiện đề xuất nhiều kiến nghị, góp ý xây dựng luật để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động. Vai trò của công đoàn trong việc tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định. Các mô hình chăm lo cho đoàn viên người lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả được lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước khiến nhiều người lao động bị ảnh hưởng. Chính trong bối cảnh khó khăn đó, các cấp công đoàn đã tích cực vào cuộc, vừa tham gia phòng chống dịch bệnh, vừa đồng hành với người lao động. Tiêu biểu có thể kể đến là việc triển khai các gói hỗ trợ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tặng sổ tiết kiệm công đoàn cho con đoàn viên bị mồ côi do Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ gần 6.000 tỷ đồng. Song song đó, nhiều phong trào thi đua trong thời điểm dịch Covid-19 đã được triển khai hiệu quả, như công nhân, viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, được cụ thể hóa bằng chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển và chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 đã sớm đạt mục tiêu với nhiều sáng kiến có giá trị ý nghĩa xã hội lớn. Những kết quả nổi bật kể trên cho thấy sự quan tâm chăm lo của các cấp công đoàn cả nước đối với người lao động. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam cũng đặt ra chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ là cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp và có từ 25 lao động trở lên, ít nhất 83% doanh nghiệp đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu. Một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới được đại hội lựa chọn là đẩy mạnh đối thoại thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Cũng cần nhấn mạnh rằng từ năm 1992, Việt Nam tái gia nhập Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Từ đó đến nay, Việt Nam luôn thể hiện nỗ lực cam kết và thực hiện các công ước quốc tế nói chung, các công ước quốc tế về quan hệ lao động nói riêng, nhằm thúc đẩy và bảo đảm tiêu chuẩn lao động cơ bản của người lao động ở Việt Nam theo đúng các chuẩn mực quốc tế về quyền của người lao động. Cụ thể, Việt Nam đã tham gia 25 công ước của ILO. Chỉ riêng trong năm 2019, Việt Nam đã phê chuẩn 3 công ước của ILO, bao gồm Công ước 88 về tổ chức dịch vụ việc làm, Công ước 159 về tái thích ứng việc làm cho người khuyết tật, Công ước 98 về quyền thương lượng tập thể. Các nội dung quan trọng trong các công ước cơ bản của ILO đều được phản ánh trong các quy định của Bộ luật lao động với đường lối chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước cùng với sự nỗ lực chủ động và tích cực của tổ chức công đoàn trong suốt nhiều năm qua quyền lợi của người lao động việt nam luôn được bảo đảm đây là cơ sở quan trọng tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường của nước ta thực tiễn sinh động này chính là căn cứ quan trọng nhất góp phần bác bỏ những luận điệu bóp méo xuyên tạc vấn đề người lao động ở việt nam Chuyển sang phần tin trong nước và thế giới thưa quý vị, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Maroc. Tại các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Maroc Enaam Majera và Phó Chủ tịch Hạ viện Nadia Touhami, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chuyển lời thăm hỏi, lời chào của các lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam tới các lãnh đạo và nhân dân Maroc. Đồng chí cho biết Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống với Maroc, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ song phương giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Maroc tiếp tục được củng cố, thúc đẩy. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có các buổi làm việc với một số đảng chính trị tại Maroc, trong đó khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng của Maroc, giữa nhân dân Việt Nam và Maroc. Tại buổi làm việc với ông Nabe Banadala, Tổng Bí thư Đảng Tiến bộ và Xã hội Chủ nghĩa, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa điểm lại những thành tựu về chính trị kinh tế xã hội của Việt Nam và cho biết quan hệ đối tác của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện, góp phần tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc ổn định, mở rộng và thắt chặt quan hệ song phương của Việt Nam với các nước. Đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc hội đàm và làm việc với bà Fitama Ezra N. Mansuri, tổng bí thư đảng chân thực và hiện đại đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Maroc với các chính đảng tại Maroc. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Thanh niên, Văn hóa và Truyền thông Maroc Mohamed Mendy Bensai. Trong thời gian này, đoàn cũng đã thăm làng Việt Nam và cổng Việt Nam, cũng như có buổi làm việc với cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Maroc và cộng đồng người Việt Nam tại Maroc. Sau Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland, ngày 4 tháng 6, Slovenia đã trở thành quốc gia châu Âu tiếp theo chính thức công nhận nhà nước Palestine sau khi Quốc hội nước này tiến hành bỏ phiếu thông qua sắc lệnh trên. Theo đó, đã có 52 trong tổng số 90 thành viên quốc hội Slovenia bỏ phiếu ủng hộ việc công nhận nhà nước Palestine. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Slovenia Robert Golov khẳng định quyết định công nhận Palestine là một nhà nước độc lập và có chủ quyền mang lại hy vọng cho người dân Palestine ở bờ Tây và Gaza. Hiện Israel chưa phản ứng trước thông tin trên. Trước đó, Tel Aviv đã triệu hồi các đại sứ tại Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland khám vấn thận cấp sau khi ba nước trên chính thức công nhận nhà nước Palestine hôm 28 tháng 5 mỹ đã bày tỏ hy vọng tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ấn độ tuyên bố được đưa ra sau khi liên minh dân chủ quốc gia do đảng nhân dân ấn độ của đương kim thủ tướng narendra Modi lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hạ viện nước này theo bộ ngoại giao mỹ washington kỳ vọng tiếp tục mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với ấn độ phía mỹ khẳng định hai bên đã xây dựng được một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp ở nhiều cấp độ và washington mong đợi điều này sẽ tiếp tục được duy trì Ngày 4 tháng 6, Hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và các quốc gia châu Phi đã khai mạc tại thủ đô Seoul. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo cùng nhau thảo luận việc mở rộng quan hệ kinh tế và hợp tác về chuỗi cung ứng và phát triển giữa Hàn Quốc và các nước giàu tài nguyên này. Hội nghị diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6 quy tụ các phái đoàn từ 48 quốc gia ở châu Phi, trong đó có 25 nguyên thủ quốc gia. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định Seoul sẽ đẩy nhanh việc ký kết các hiệp định đối tác kinh tế cũng như các thỏa thuận xúc tiến thương mại và đầu tư giữa châu Phi. Được biết đến là quốc gia lớn nhất châu Phi với tiềm năng du lịch phong phú, nhưng Algeria lại đang tục hậu trong lĩnh vực này so với một số quốc gia láng giềng. Trước thực trạng này, chính phủ Algeria đang nỗ lực kêu gọi đầu tư cung cấp cơ sở vật chất cho các nhà đầu tư, cũng như xây dựng thêm cơ sở du lịch, tái cơ cấu và hiện đại hóa hệ thống khách sạn hiện có. Đến nay, khoảng 2.000 dự án du lịch đã được phê duyệt tại nước này, với 800 dự án đang được xây dựng. Bên cạnh đó, Algeria cũng đẩy mạnh khôi phục di tích lịch sử dành cho mục đích du lịch. Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, Phát Thanh viên Như Thảo, Minh Lam, Kỹ thuật viên Kim Chi thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.